Bên trong á là màu nếp của mình xào chung lá cẩm các bạn. Bên trong nữa là nhân thịt của mình các bạn, rất là thơm ngon luôn. Còn đặc biệt là bánh này đây là các bạn. Đây là bánh tét nhân đậu cũng làm hai màu nhưng mà không có thịt nha các bạn. Cái này dùng thường thường ở miền Tây mình á, thường thường gói bánh tét nhân đậu không này để Tết cúng tổ tiên á các bạn. Nên không có cúng được, không có cúng nhân thịt nha các bạn. Với lại bánh tét này là bánh tét nhân chuối nè các bạn. Đây, đây cũng là một kỹ thuật hôm qua bà nội dặn mình á. Khi mà để cho chuối của mình bên trong đỏ như thế này á, là khi mình vớt bánh ra mình để những đòn chuối lại khoảng trong nước 20 phút thì chuối của mình mới đỏ được như vậy nha các bạn. Hello, xin chào cả nhà. À, hôm nay á bên Cuộc Sống Miền Tây xin giới thiệu về một món bánh được xem như là đặc trưng của miền Tây của mình nha. Không thể thiếu vào ngày cúng ngày Tết nè, không thể thiếu vào ngày giỗ tổ của ông bà của các trong gia đình ở miền Tây nha các bạn. Đây đó chính là món bánh tét ở miền Tây mình nha. Đây mình xin giới thiệu cho các bạn. Đây có bà nội mình hỗ trợ mình làm món bánh tét này. Rồi. Hôm nay mình làm hai ký nếp, hai ký nếp. Rồi mình làm nhân thì mình làm đậu nhân đậu xanh. Nhân đậu xanh. Rồi đây là thịt ba rọi để mình làm nhân. Đây là gia vị của ướp thịt ba rọi là có củ hành tím và ít bột đê súp cà no, tiêu và ít tí muối. Rồi chuối mình làm hai thứ, bánh tét nhân đậu và nhân chuối, có chuối. Và đây mình làm hai màu, một màu là mình làm màu lá cẩm mình nấu ra, trong khi mình nấu thì mình có để ít trà vô để cho nó có lên màu đẹp. Đây nào mình nấu trước rồi nè. Đây còn đây là lá dứa, là lá bùa ngót để mình làm cái màu xanh, nó lên màu xanh rất đẹp đó. Mình gói là bánh tét xong rất đẹp. Rồi trong khi mình đẩy nếp xong thì mình xào, thì trong đó có dừa, mà dừa thì khô nha các bạn, dừa khô là mấy bánh tét nó mới béo mới ngon. Đây dừa khô đây nha các bạn, dừa đây khô. Mình lột dừa khô như thế này xong mình rồi mình nạo ra, nạo ra như thế này đây các bạn. Đây và nguyên liệu cũng chính để gói đây chính là lá chuối nè các bạn. Đó, chuẩn bị sẵn như thế này. Và nếp tiếp là mình ngâm trước là bao nhiêu tiếng nè? Nếp mình ngâm trước 1 tiếng đi. Tiếng cái mình để ít muối vừa cho nó thấm cái hột nếp nó ngọt, có muối nó ngọt nó ngon. Vậy là ngâm 1 tiếng thôi. Ngâm 1 tiếng. À, khi ngâm mình để vô muỗng muối. Như ở quê con á làm bánh chưng á là ngâm lâu luôn á, ngâm cả đêm á. Tiếng à mình lát mình còn xào. Mình còn xào với dừa nè. Mình xào với dừa lên nó mới ngon. Mà còn đậu xanh này là mình ngâm khoảng bao nhiêu lâu mà tưới đậu xanh? Cái này là đậu xanh không vỏ nè. Đậu xanh không vỏ nè, mình ngâm nửa tiếng thôi. Nửa tiếng rồi tí mình vắt nước cốt dừa vô mình nấu cho nó béo ngon. Dạ. Đó này là hoàn toàn béo ngon lắm, bánh này ngon lắm. Rồi bây giờ tiếp theo là mình đi đãi cái gạo mà này mình ngâm hết nè, gạo nếp nè. Gạo nếp mình đãi mình. Rồi bây giờ đi đãi gạo nha các bạn. Theo là mình rửa đậu xanh mình đã ngâm nha các bạn, mình rửa lại cho sạch để lát mình cũng nấu chung với nước cốt dừa thôi mà. Cũng giống như nếp mình cũng phải rửa lại cho sạch nha các bạn. Mình mua về để mình ngâm rồi giờ mình phải rửa cho sạch thì mình mới nấu được. Đối với đậu xanh không vỏ này mình ngâm nửa tiếng thôi mà. Nửa tiếng. Còn làm đậu xanh có vỏ là mình có phải ngâm 4-5 tiếng. Để cho nó dễ bóc vỏ ra hả mẹ? 4-5 tiếng mới chóc vỏ ra được. Đây các bạn, bây giờ mình tiến hành là vắt nước cốt dừa nha các bạn. Bây giờ mình vắt nước cốt dừa đầu tiên mình phải lấy nước ấm. Cho nó ra hết cái chất nước cốt cho nó béo. Dạ, là phải có nước ấm mới được hả mẹ? Có nó miếng nước ấm. Rồi
Thường thường á mình cũng không, mình cũng hay vắt nước cốt đó các bạn, nhưng mình không có biết là bỏ nước ấm vô để vô ra hết nước cốt nha các bạn. Hôm nay nhờ bà nội làm nói mình mới biết luôn á. Nè các bạn thấy không, đó nước ra đục luôn nè bạn, hơi có chất dầu luôn đó. Rồi, ngắt bớt chứ. Quay hoài hả? Cái này. Đó, mình dắt ra để riêng ra một cái khay nè nha các bạn. Nặng mình lọc lại cái xác đó các bạn. Đây. À, nước cốt dừa này lát mình xào nếp với lại mình nấu đậu hết nè. Bánh tét thì đối với những ngày Tết của ở miền quê miền Tây mình đó các bạn thì không thể nào thiếu được nha các bạn. Tết năm nào thì hầu như nhà nào cũng có đều gói bánh tét hết các bạn, để cúng ông bà tổ tiên mình đó các bạn. Đây các bạn thấy nước cốt không? Nhìn đã không các bạn? Rất là thơm luôn nha, nước cốt này. Dừa này dừa nhà bà nội mình trồng luôn nha các bạn, nên là dừa rất là ngon. Đó. Đây, nước cốt đã dắt xong đây các bạn nhé. Cái này mình dắt nước kế đang mình xào nếp. À. Cái này là nước hai không à? Ừ. Nước hai. Kế không xào. À. Vừa đủ với 2 cái nếp xào. Dạ. Đây các bạn, bây giờ là bà nội mình xắt thịt để ướp nha các bạn. Mình làm nhân thịt này, đây là thịt ba gọi hả mà? Ba gọi. Mua thịt ba gọi ba chỉ nè. Nè, nhìn miếng thịt rất là ngon luôn nè các bạn. Đó, nè. Mình có bánh tét nhân thịt ăn ngon lắm. Dạ. Nay mình làm tới ba nhân luôn hả mà ha? Nhân đậu không, nó cúng mà tương. Dạ. Rồi nhân có thịt, rồi nhân chuối. Dạ. Khi mình cúng ông bà tổ tiên ngày Tết thì mình cúng không có thịt. Vậy đó là cúng tương. À mình có nhân thịt là mình phải xắt cả sợi gần bằng cái bánh luôn không mà? Gần bằng đòn, ngay đòn bánh luôn. Dạ. Dài theo đòn bánh luôn. Dạ theo đòn bánh luôn. Chứ con tưởng nó là xác nhỏ nhỏ ra lát mình sắp chứ. Đâu có, mình quấn chung trong cái đậu xanh mà. Dạ, à, mình quấn chung với đậu xanh nên mình phải cần cắt dài luôn. Ừ, cắt dài bằng đòn bánh luôn á. Bánh tét như thịt này ăn ngon lắm. Đây, thịt đã xắt xong, bây giờ tiến hành ướp nha các bạn. Này, trước tiên. Trước tiên mình cho cái hành tím mà hành tím nếu nhân thịt là phải có củ hành tím nó mới không có tanh mùi thịt heo trong cái đòn bánh mình nha. Quan trọng là cái củ hành. Chứ quan trọng là cái tiêu nè, cái tiêu cho nó nhiều, ăn ngon lắm nhưng mà nó không có có tanh cái mùi thịt heo của mình. Tiêu này là tiêu sai. Mình ước lượng nãy giờ là chắc cũng khoảng 3 muỗng cà phê á ha mà ha. Ừ. Không có đem muỗng ra. Dạ. Mình ướp phải có tiêu nhiều rồi nó thơm, nó mới ngon. Cái đây, mình thêm miếng tiêu nữa nha các bạn. À. Cái đó mình ướp, cái này là mình không có được ướp bột ngọt nha. Mình chỉ ướp súp cà no thôi. Bột ngọt hạt nó nêm, không ngon. Hạt nêm, súp cà no thôi. Rồi, nhưng bột ngọt không ngon hết mà. Bột ngọt không ngon. Súp cà no cho nó thấm với gia vị viên miếng thịt. Dạ. Miếng thịt thấm cho nó ngon. Vậy thấm cái chừng mình gói nó ngon lắm. Cái này ít muối khi mình xào nếp á, khi mình xào nếp mình nêm cho nếp cho vừa ăn mình để ít muối thôi. Cái này mình không có để muối xào nó mặn cái nhân mình đó. Bây giờ là công đoạn tiếp theo là mình đi xào nếp hả mà. Ừ, xào nếp. Rồi, đi. Cả nhà mình đi xào nếp nha. Đây các bạn, đây là bây giờ bắt đầu mình nấu đậu nha các bạn. Nấu đậu phải để vô ít xíu muối nha. Như nước cốt hả? Nước cốt. Đây, nước cốt nè bạn, với ít xíu muối. Đó. Rồi,
Này lúc đầu mình mở lửa lớn hay lửa nhỏ mà? Lớn đi. Lớn. Nó gần ấy, lửa nhỏ gần tới rồi nó hết cạn nước rồi, mở lửa nhỏ cho nó chín. Rồi bây giờ mình để nắp lại nha các bạn, cho mau sôi. Bạn bây giờ mình sẽ coi nồi đậu mình được chưa nha các bạn. Đây. Đây. Đây nè các bạn. Sao một lúc mình nó. Đó. Thấy ngon rồi đó mẹ ha. Nhưng mà đậu này mình cũng phải chế nước cốt vô cho nó béo cái nhân nha. Này, mình cũng phải chế nước cốt vô cho cái nhân đậu béo nha các bạn. 3 muỗng, 4 muỗng, 5 muỗng. Đây, xong mình đảo đều lên nha các bạn. Cái này là mình tiếp tục để lửa luôn hay là mình tắt lửa mẹ? Tắt lửa luôn, rồi là nó chín rồi đó. Chín rồi hả mẹ? Đậu xong hoàn thành rồi. Đây là cái nhân đậu của mình nha các bạn. Đó. Mình nấu đậu mình phải để ít muối vô nha, cho nó be nó ăn chứ cứ cái chất nước cốt mà mình phải để muối. Nó đậm đậm hơn nè. Muối mới nó ngon nè. Rồi. Được rồi, này giờ mình bóc ra. Bây giờ mình sẽ bóc đậu ra để cho nguội hay sao mẹ? Thơm quá mà ha, đậu với hòa nước cốt thơm quá ha. Hình như là nước cốt dừa mình nấu bánh á, nghe mùi thơm và mùi béo. Béo. Thì nấu thơm chứ. Thơm hả con ha? Cái này cho nó nguội ra chúng mình gói bánh tét. Nó nhuyễn luôn ha mẹ. Nhuyễn luôn. Nhuyễn luôn. Rất là đã luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Màu vàng óng ánh luôn nè. Nấu vừa chín cái mình đánh. Rất nhuyễn luôn. Trong hai món nhân rồi đó. Trong hai món nhân. Và mình tiếp tục đi xào nếp nha các bạn. Là xào nếp nha các bạn. Đây, này là mình bỏ hết nước cốt vô luôn hay mà. Nước dảo. Nước dảo của nước cốt là cái mình nước 1 2 nãy mình vắt xào đúng không? Để coi. Này sôi lên mình mới bỏ vô xào hả mẹ? Nước sôi lên nóng mình. Rồi. Cái nếp là nửa muỗng muối hả mẹ? Nửa muỗng muối. Cái này mình xào lá dứa hồi nãy đó, mình chế nước lá dứa vô. Đó, màu xanh vô. Màu xanh vô. Đẹp quá ha. Ôi ôi đẹp chưa nè các bạn. Đó. Nắng con xích ra. Đó. Sôi hả mẹ? Sôi mới đổ vô mẹ. Sôi nóng lên đổ vô mới chắc được luôn. Thôi sôi nước cốt và nó dưới sôi lên mình mới để nếp vô mình xào là nó sẽ ngon hơn hả mẹ? Nó sôi lên nó ngon, mình để sớm quá nó rút nước vô cái bọc nếp nó không ngon mà. Dạ. Nếu bạn chảo mình bắt đầu nóng lên, bạn bắt đầu có hơi khói lên rồi đó. Đây. Để vô 1 kg nếp nha. Khoảng 1 kg nếp nha các bạn. Đây các bạn, mình xào nếp một hồi là gạo của mình, gạo nếp mình đã dẻo rồi các bạn. Bạn các bạn thấy không, lên màu xanh rất là đẹp luôn nha các bạn, mà rất là thơm mùi lá dứa luôn. Đây các bạn, gạo dẻo rồi. Thấy dẻo vậy rồi mình tiếp theo mình bỏ gì vô mẹ ha? Tiếp theo mình cho muỗng đường đi. Một muỗng đường canh này hả mẹ? Ít thôi. Ít đường thôi. Ít đường, còn miếng nữa đi. Một muỗng rưỡi. Đó. Tiếp tục cái mình chế nước cốt hồi nãy, nước đầu tiên á, mình nhắc nước đầu tiên. Đây, là đây nước cốt đầu tiên gần 1 chén nha các bạn. Nước cốt đầu tiên. Đó, nước cốt đầu tiên là vắt đầu tiên luôn các bạn. Cho cái nếp mình nó béo nha các bạn. Đây, đã chưa các bạn, thơm quá trời thơm luôn. Cái gạo nếp của mình bây giờ rất là dẻo luôn. Màu xanh rất là đẹp. Đây. Nếp của mình nó chín luôn rồi đó. Gói nếp này nó ngon luôn. Xào và nó dẻo nếp rồi.
giả nước nha. Đây đây nè. Làm cái bánh tét như thế này là ai ăn cũng mê hết nha. Ai ăn cũng mê hết, mình vừa vặn luôn. Vừa vặn luôn. Nghe mùi thơm với lại cái màu rất là đẹp luôn. Đây các bạn, sau khi trên bếp mình xào xong giờ mình đem xuống mà bây giờ bắt đầu mình để ra cá thao nha các bạn. Để ra thao lát nguội mình mới gói hết mà. Ừ, lát nguội ấm ấm mình gói. À. Còn xào một chảo nữa. Đào ăn nó thơm quá chừng thơm luôn. Thơm một lắm. Cái vị béo nữa. Béo lắm. Đã. Mà cái nhắc là 1 kg nếp là 1 trái dừa. 1 kg nếp là 1 trái dừa nha các bạn. Trái dừa khô. Trái dừa khô thiệt. Là khô trên cây luôn hết mà ha. Ừ. Xong rồi mình khô đen luôn đó, nó mới béo. À. Còn mình làm dừa nó hơi chưa khô hơn là nó không có béo bằng. Đây nè. Đây. Dừa khô là nó béo thơm lắm mà. Tiếp theo là mình xào nếp màu lá cẩm nha các bạn. Đây. Đây các bạn, sau khi mình xào hồi thì đây màu lá cẩm mình lên rất là đẹp nha các bạn. Đấy, bây giờ mình thêm ít đường cho nó béo ngót ngót, vừa ngót ngót thôi. Vậy là gần 2 muỗng đường nha các bạn. 2 muỗng này là 2 muỗng canh á. Canh nhỏ. 2 muỗng canh nhỏ. Đây bắt đầu mình đảo đều lên nha các bạn. U màu lá cẩm lên màu đẹp quá mẹ ha. Mình là nãy cốt dừa còn lại á bạn, này cũng gần bằng 1 chén nha các bạn. Mình chừa cái cặn lại đó. Đây được rồi nha các bạn, bây giờ bắt đầu mình tắt bếp và nhắc xuống nha các bạn. Để ra làm đôi cho đây. Mình ướp gia vị cho nó thấm. Đây chuối mình dễ ra làm đôi nha các bạn. Mà chuối này mình phải bó ba trái một đoạn tép á, thêm cái nửa trái nữa vô nữa. Một đòn là 3 trái nguyên trẻ với 1/2 trái trẻ nữa hả? Ừ. Đây, bây giờ là ướp cho nữa mình ướp. Đây. Vậy là 3 trái rưỡi. Cho 3 trái rưỡi. Ít muối. Một ít muối. Đây là nước cốt mấy muỗng đây mà? Nước cốt. Làm những 3 muỗng thôi. 1 muỗng nước 3 muỗng nước cốt, 2 muỗng nước cốt cho cái nhân nó béo, ba nó béo muỗng. Ngon đó. À. Nước cốt nghe mùi thơm lắm luôn á. Ừ, đây là cho nó béo cái nhân mình nó mới ngon. Đó. Cái này là mình ướp chuối đó nha các bạn. Ướp chuối đang lát mình gói đó. Đây. Cái đường nữa cho nó đỏ, cái nhân chuối nó đỏ. À đúng rồi, thảo nào con thấy á. Ăn cái bánh tét với cái chuối đỏ. Đỏ trong cái nhân tím, đúng rồi. Nhìn giống màu quả chay. Mình thêm đường cho nhân. Bây giờ mình mới biết cũng là một cái quét luôn. Mình nấu khi mình vớt ra rồi chuối nó đỏ tươi đẹp. 2 muỗng đường, 2 muỗng này, 2 muỗng đường, đường nhỏ. Đó, mình phải thấy lên cho đều nha các bạn. Bí quyết, đây cũng là bí quyết. Bây giờ là tiếp theo là bà nội mình sẽ làm nhân nha các bạn. Quấn nhân. Quấn nhân. Đây. Đó. Quấn nhân trước rồi lát mình mới gói hả mẹ? Ừ. Đó. Để nhân vô. Nữa để nó to quá, kệ đi. Lo cho ngon. Đó. Đây, cái này là bóc nhân hả mẹ? Làm nhân hả? Làm nhân. Ừ. Nhân đó làm xong rồi mình mới gói được. Dạ. Yeah. À cái này là mình đang làm nhân đậu với thịt hả mẹ? Ừ, đậu với thịt nè. Dạ. Yeah. Đưa mẹ tấm lá rồi. Dạ. Để ra. Mà quấn nhân trước rồi mày. Ừ, quấn nhân trước rồi. Đây.
bà nội, cái lá chuối này là mình làm như thế nào bà nội? Mình mình chặt xuống mình phơi hay là mình làm chặt, sao? Chặt xuống rồi mình hơ lửa. Hơ lửa. Hơ lửa gói bánh đồng bánh đẹp hơn. À, mình hơ lửa xong rồi mình rửa hả? Ừ. Mình gồm lau. Lau cho sạch. Gồm lau cho sạch. Dạ. Chứ mình phơi nắng cũng được, khi mình quên nó héo hết. Dạ. Nó héo tàu lá là gói bánh nó đẹp. Dạ. Đây, bây giờ mình các bạn cùng bà nội mình gói bánh nha các bạn. Đây là một lớp của lá bánh. Bánh này là bánh màu xanh lá dứa nha các bạn. Và thêm một lớp của lá cẩm. Mình gói hai màu. Mình gói hai màu. Đây. Dẻo đẩy nó không đi nữa. Cái dẻo đẩy nó không đi. Mang nhiều màu quá. Nếp dẻo là gói bánh ngon không nè? Ừ. Cái dẻo này ngon. Cô nếp là gói bánh tét, một loại mắc tiền, gói nó ngon. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Đây, đó. Cho đồ chai. Này. Đây là rồi, gói đoạn này là bánh này là bánh chai nhân đậu không trước hả mà? Ừ, nhân đậu này. Không nè. Cái này không có nhân thịt. À. Bây giờ chưa? Bây giờ đồng bánh đẹp lắm. Đi dục đâu? Mẹ bánh đi vô. Đây là các gói bánh tét miền Tây nha các bạn. Thì con dục ở đường, con dục ở đó được không? Nó dài quá mình cắt bớt đi. Đó, nó là vậy. Đây mình có lá bịch đầu. À, có lá bịch đầu nữa mà. Ừ, đó, lá đây. Bịch đầu. Đây các bạn. Đẹp không? Đây. Mới là mình mới bó đầu đít thôi nha các bạn. Đẹp. Chắc dễ chưa quấn dây nha các bạn. Xíu nữa mình mới quấn dây nha. Đẹp lắm các bạn. Đây. Tiếp theo, đoạn thứ hai. Tiếp theo là đối nhân chuối hay mà. Ừ. Nhân chuối muốn làm một màu quá. Dạ. Bây giờ nó có màu đỏ rồi. Dạ. Nếu mà làm hai màu cũng được. Màu đây. Có màu đỏ rồi. À, có màu đỏ của chuối vậy mình làm một màu thôi. Một màu xanh với lá mình làm một cái đúng rồi, màu xanh với màu đỏ chuối là nó sẽ đẹp. Nếp này mình trải dày không mẹ hay là vừa đủ thôi mà? Vừa thôi. Này vậy là vừa, là một chén dung là ăn đòn bánh á. À, một chén dung. Cái chén này nè. Đây, cái chén thôi này nè bạn, là một đòn bánh. Này bây giờ múc chuối ra nè các bạn. Hồi nãy mẹ nói là một đòn bánh tét chuối là gồm 3 trái chuối với một nửa trái nữa là 3 trái rưỡi hay mà. Ừ. Mẹ bánh chuối hả mẹ? Dạ đúng rồi. Mình xắt từ miếng gì nó thấm nó ngon. Chuối này là chuối chín hung luôn hả mẹ? Chuối chín mùi luôn. Chuối này nó ngọt.
Là chuối chín mùi luôn là mới ngon hay sao nè? Hay là chuối vừa chín tới thôi nè? Không, chín mùi mới ngon. Vừa chín tới nó ngọt, không ngọt. Dạ. Giờ con mới để ý mẹ gói thì ra là theo cái chiều này, chứ nếu mà con mà gói là con gói theo cái chiều. Cái chiều kia con đâu có xé ăn được. Tấm chín mình giữa. Không biết luôn á. Tấm chín giữa thì phải gói màu khác ha mình. Bên trong là một chiều lá chuối, bên ngoài là một chiều lá chuối khác. Vậy là hai chiều khác nhau ha. Đó nè. Dạ. Này cái mình ăn cái mình xé thì cái này dễ xé, còn như làm xui đâu xé được. Dạ. Làm xui đâu xé mới tách được. Thêm một cái bí quyết nữa đó các bạn. Không phải ấy, mình để lá bên trong cái chiều. Chiều để ngoài xé. Chiều xui, bên trong mà để chiều ngang. Và bên ngoài là để chiều để gấp. Như nếu mà con mà làm là con cứ nghĩ là sẽ quấn theo cái chiều để gấp không à? Không được. Chuối nha các bạn. Ngoài cắt cà phê. Đây các bạn, bây giờ tiếp theo là mình làm tiếp đòn nhân thịt nha các bạn. Nếp này xào lên nhìn thấy cái hạt nếp nhìn đảo ha. Dạ. Đây bạn, đây là đòn nhân thịt nha các bạn. To chưa các bạn, thấy to đã chưa, đẹp chưa? Ba màu xanh, tím và vàng. Ở lớp trong bên trong này có thịt nè. Bánh tét này đậu có thịt quá to nè. Bị những cục thịt nó to bự. Thịt bự thì đòn to mới đẹp, nhìn thấy nó ngon. Đây các bạn, đây sau khi mình và bà nội mình giống cái đòn bánh tét lại là được như thế này đây các bạn. Gói xong như thế này đây các bạn. Đã được 10 đòn nha các bạn. 10 đòn to không ạ? 10 đòn to không các bạn. Đây. Đẹp không các bạn? Đây. Đây các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu là tiến hành mình cột dây hả mẹ? Cột dây. Đây. Cột dây cũng là một kỹ thuật nha các bạn. Hồi xưa hình như là con nhớ là làm bánh tét mẹ cột dây toàn là tước dây chuối mình phơi khô dẻo dẻo mới cột không à? Đúng rồi. Đúng rồi, hồi xưa thì cột dây chuối không. Còn bây giờ thì cột dây này là dây ni lông, dây gân trắng này cũng tiện hơn ha. Cắt ba thùng ra. Cột cái này, thắt cột này cũng phải có kỹ thuật đúng không ạ? Cho đều mới đẹp đòn bánh không? Quá kỹ thuật. Bình thường nếu mà không biết đâu biết quấn vậy. Đây các bạn. Nè cái mẹ tưởng là cột cột xoay 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 không á. Đây. Con ghẹ nó mới chắc. Chắc đòn bánh cho đều, đòn bánh khi mình nấu mới ngon nè. Nội làm cũng nhanh quá ha. Bao nhiêu năm mà nội gói mà. Để cho mình gói vậy thôi. Có mà hai bay ngồi như rồi tới sáng đó. Đây các bạn, thấy đẹp không các bạn? Đó. Gói bánh thắt dây này cũng là một nghệ thuật nha các bạn. Cho con á. Cái này dây gân. Dây này nó dây trắng này nó gói nó không có lên màu. Còn mấy cái màu kia gói nó ra màu. Là gói bánh này mình phải gói dây màu trắng mới được hả mà. Dây nào cũng được mà mấy cái dây màu kia nó ra màu nó không đẹp. Là khi mình nấu là nó sẽ ra màu ra của màu. Cái cọng dây đúng không? Màu không tốt. Dây mũ ở đây gọi là dây mũ. Này, cái này là giống bánh này nha các bạn. Cột lại cho nó đừng có vuột cái mối dây á nha các bạn. Đó. Đó.
quan trọng là cái đầu nha, siết cho chặt cái đầu. À, là mấy cái đầu này không nè? Ừ, đầu mà đầu đầu tiên với đầu cuối nào phải siết cho chặt. À. Thịt ăn được á, nó là chín ăn được. Đây, đây các bạn. Đây được một đòn bánh này các bạn, đẹp không các bạn? Này, lá chuối màu xanh dây trắng nhìn cũng thấy kiêu sa. Đây các bạn. Đây, đây là bà nội bó còn đòn này nữa là xong hết luôn nha các bạn. Đó. Đây các bạn. Đây là những đòn bánh tét đã bó thành phẩm rồi nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây. Đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhóm bếp lên để mình chuẩn bị nấu bánh nha các bạn. Các bạn hãy đi nhóm bếp cùng với mình nè. Đây các bạn, bây giờ chúng ta chuẩn bị nhóm lửa để bắt nồi nước lên để mình nấu bánh tét nha các bạn. Đây. Bây giờ mình bỏ bánh vô được chưa mẹ? Rồi nước là ấm nóng rồi đó, để bánh vô được rồi, chưa cần sôi. À, để bánh vô là không cần phải nước sôi mà nước đâm tim vậy là đâm được hết mẹ. Đâm tim là được rồi. Dạ. Bây giờ mình bỏ bánh vô nha. Đâm tim đây các bạn, đâm tim đây, là nó sủi bọt lên nha các bạn. Khối. Đây bây giờ mình bỏ bánh vô nha các bạn. Để bánh vô đó. Ồ đẹp quá ha. Đẹp. Nhìn ngon quá mẹ. Đây. Nấu mà nở bự hổ. Ừ. Đây các bạn. Ý. Rất là đẹp luôn. Mình bỏ vô tiếp đây. Đã quá nè ha. Chắc luôn á. Chắc cứng luôn. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là đầu cặp. Mấy cặp ba? Con cặp đó mà lấy một mai xẻ. Làm dấu á. Giống chuối đậu. Ôi mẹ nấu mình nấu bánh tét vậy mình có đậy nắp không mẹ? Không được đậy nắp. Mình nấu vậy là chỉ đậy lá chuối thôi, rồi mình chút xíu cho nó bình ổn rồi để đậy lá chuối lên thôi. À chứ không được đậy nắp hả mẹ? Không được đậy nắp. Thiệt nói là không được đậy nắp. Ủa, tại sao mẹ? Nó đậy nắp thấy dễ lắm. À dễ lắm hả? Ừ. Vậy với đồ bánh tét nó không dính nhau. Vậy là bí quyết khi nấu bánh tét nha các bạn. Khi nấu là để cho bình ổn bánh tét xong mình đậy lá chuối thôi chứ không được đậy nắp nha các bạn. Đậy thưa thôi hả? Ừ, đậy vòng vòng bám tờ bánh. Đây bây giờ bắt đầu mình đậy lá lại nha các bạn. Không được đậy nắp nha, quan trọng là không được đậy nắp mình nha. Mình chỉ đậy lá thưa thôi các bạn, không được đậy nắp nha các bạn. Thank you.
Đây các bạn, mình nấu được hồi nãy 1:30, bây giờ 2:30 nha các bạn, mình nấu được 1 tiếng rồi. Đây, rồi bánh của mình đang rất là sôi. Này mình phải chụm lửa liên tục luôn nha các bạn. Mình phải chụm lửa thường xuyên như vậy nha các bạn. Ô, cạn ơi. Ô, cạn. À các bạn, nếu mà cạn nước xíu các bạn, mình phải đổ nước thêm. Chưa tới giờ vớt nhưng mình phải đổ nước thêm cho bằng mặt nước bánh lại nha các bạn. Đây. Mình châm nước thêm. Đó, châm cho bằng mặt bánh. Rồi tiếp tục mình chụm lửa thêm nha các bạn. Cho trái đều, lửa trái hoài vậy đó bạn. Đây các bạn, bây giờ mình đã nấu bánh tét được 4 tiếng rồi các bạn. Giờ là 5:30 rồi, bây giờ mình bắt đầu vớt bánh nha các bạn. Đây, con đoạn xoài. Đoạn bánh nhìn ngon chưa? Chắc luôn các bạn. À, như hồi nãy bà nội mình nói á các bạn, nấu bánh tét đặc biệt là không có để nắp nha các bạn. Nếu để nắp lại là bánh tét này nó lá ra lá mà dây ra dây mà ruột nó ra ngoài luôn nha các bạn. Nên nấu là chỉ đậy sơ bằng lá chuối thôi nha các bạn. Như vậy nồi bánh tét mình nó mới ngon. Còn để nắp là hình như nó hầm, nó nở, nó bị bung đó các bạn. Là bung lá hết nên không ngon các bạn. Đây, bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Mình vớt bánh ra, mình trụng qua nước một cái. Nghe nói là cho bánh nó chắc nó sẽ ngon hơn. Nóng quá các bạn ơi. Nóng con. Ui, đòn bánh tét nhìn đã lắm các bạn ơi. Ui, dính cục luôn. Cái đòn dính là bà nội cột à, phải không? Phải. Bà nội cột làm dấu á. Đây. Mình lăn qua nước một cái thôi nha các bạn. Bạn lấy nhiều nước lên, trụng qua. Trụng luôn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Này. Mình trụng qua cái mình vớt ra liền. Trụng qua nước xong rồi vớt ra rồi dốc thẳng lên nha các bạn. Dựng cho thẳng lên. Ui, đoàn bánh rất là đẹp luôn nè các bạn. Không bung mà rất là đều luôn. Bánh này con thích nè. Thôi chưa. Nóng quá các bạn. Đây, đoạn nào đoạn nấy đẹp tuyệt vời luôn. Nấu bánh tét này cũng có bí quyết nữa các bạn. Bà nội kêu mình để đòn đậu á, để lửa tắt vậy nè các bạn, thì khoảng 2 phút sau mình mới vớt ra sao nha các bạn. Một đòn đậu với một đòn chuối, 20 phút sau không chụm lửa. À vậy là bà nội làm mấy cái kia là nhân thịt hết. Nhân thịt. Đúng. Còn rồi, có hai cái này là đậu với chuối thôi. Đúng rồi, là dùng để đậu chuối thường thường người ta dùng để cúng ông bà vào ngày Tết, không có cúng nhân thịt đó các bạn. Thử cái bánh tét nhân thịt đi bà. Okay. Ăn nóng ngon. Ăn nóng thì nó sẽ không có chắc, không có đẹp nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ rất là ngon. Đây, béo. Để mình đi vô là mình lấy dĩa và mình lấy ra mình cắt, mình thử thức luôn nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ mình cắt ra nha các bạn. Em bà nội nói để mềm, để nguội lại thì bánh nó sẽ dẻo, sẽ ngon hơn. Đúng rồi. Mà cái này á, mình thấy thèm quá nên mình cắt trước coi cái bánh mình nó như thế nào nha các bạn. Đây,
Thật ra thì ăn bánh chưng bánh tét nóng rất là ngon nha các bạn. Mặc dù là cắt ra thì cái hình nó sẽ chưa có được thành hình. Nó rất là dẻo luôn. Thôi bố con mua bánh này nè. Ừ. Người ta cũng ăn bánh này. Đó, bánh thịt chưa? Bánh thịt. Cái màu này cũng chưa có lên nha các bạn, chưa có lên đậm nha. Chưa lên đậm tại vì còn nóng á. À, còn nóng thì để nguội. Nóng quá. Rồi. Nó chưa thành hình đâu, ba cắt chưa được đâu. Ba để vậy ba ăn đi, để vậy lấy cái muỗng á. Cái này phải ăn muỗng nè. Đây. Mấy bánh tét này phải lấy muỗng ăn mới ngon, nóng. Cái này là nó làm màu chữ C nè các bạn. Nhưng mà cái giờ còn nóng quá, chưa có lên màu các bạn. Ăn vậy nó xấu. Chữ C ha, chữ C. Ăn vậy xấu, ăn vậy xa, ăn vậy xấu xấu. À vậy hả con? Này. Rồi cái muỗng đâu. Cho ba mừng cái này đi. Đây các bạn, mình ăn bằng này nha. Ba có làm. Nóng. Ý là diêm. Đây nè các bạn. Diêm. Ý là diêm. Diêm không được nằm rồi. Nóng lắm các bạn ơi. Nóng chị hai kìa. Ý là diêm á. Nóng xuống tới bao tử luôn rồi các bạn ơi. Ba con muốn ăn này không? Cái này hả con? Không, cái này. Nè, đổi gì? Nè, đưa đi, cái này của con cho ba mượn ba lấy. Mình gớt nóng hết không? Nóng cầm tay vô. Ba này đi. Cầm. Công nhận thịt thơm lắm các bạn ơi, cái nhân rất là thơm luôn. Ăn không còn nghe một cái mùi của thịt heo luôn các bạn, rất là thơm. Thế nào không? Đây ba lấy này ba làm cho. Đây. Nóng. Nè. Nóng. Để về con khỏi nguội là ăn ngon rồi. Đấy, ngon. Ngon không con? Ngon không? Bánh tét bà nội gói ngon không? Đúng rồi các bạn. Đang còn rất nóng luôn. Rất là nóng. Mình mới vừa vớt ra luôn. Nóng vậy ăn mới ngon. Nóng thì nó ngon. Nhưng mà cái bánh mình nó chưa có dẻo các bạn. Dẻo quá rồi. Ý là dẻo nhưng mà ba muốn dẻo cái kiểu nguội đúng không? Ừ, đúng rồi. Ba thổi đi. Rồi các con. Ngon. Rất là béo luôn. Ngon lắm các bạn. Ngon quá. Mời cô chú ăn đi các. Mời các bạn ăn bánh tét cùng những hai ba con mình nha. Mời cô chú ăn bánh tét nha các bạn. Để các bạn. Không biết, con không biết làm vợ. Béo béo thơm thơm của vị dừa, nước cốt dừa á các bạn. Với hòa quyện cùng với cái mùi hương thơm của thịt mà khi ướp á các bạn, rất là ngon. Đây mời các bạn cùng ăn với ba con mình nha. Bánh tét miền Tây. Thơm quá. Sao ăn vậy? Không biết là bẻ ra ăn. Gớt. Đây bà bẻ ra cho con làm gớt rồi kìa. Các bạn khi mình ăn vậy các bạn mình biết đang có một người đang thèm lắm mà không chưa có ăn được đó các bạn. Nếp bà nội xào với lát cẩm. Màu tím lên cho đẹp á con. Mình sẽ cắt thêm các bạn ơi. Ngon quá. Mình sẽ cắt thêm. Chắc mình cắt nó lòi ra luôn nè các bạn. Nó còn nóng quá các bạn. Rất là ngon. Thì đã quá các bạn. Vậy nè, cắn ăn mới đã nè các bạn. Thơm lắm. Đây đây, bà làm cho con. Đây. Ngon. Quá tuyệt vời luôn. Mà được cái nóng lắm các bạn ạ. Ngon quá, thơm quá.
ngon không con? Bà nội gói nó ngon không? Bà nội cái này ngon. Ba tuổi, ba tuổi cũng ăn được. Đây. Ngon miệng mà hết không? Đây con gái mình thích ăn nè các bạn. Đây qua đây. Thôi đưa đây. Đây mình biết mà các bạn, có người rất là đang thèm đó các bạn. Sao không ăn được trong? Mẹ ăn đây, mẹ coi cái nồi này con. Ở đây cũng coi được. Ừ. Thịt đó thơm lắm, ngon lắm. Mẹ cái đó con ăn mà. Đây các bạn, rất là ngon. Mời các bạn ăn bánh tét cùng với cả nhà mình nha. Rửa cháy hả con? Đây các bạn thấy bánh bà nội mình gói đẹp không các bạn? Đây, đây là nhân thịt nè các bạn, gồm có hai màu và một màu xanh lá dứa bên ngoài nè các bạn. Đó, màu bên trong á là màu nếp của mình xào chung lá cẩm các bạn. Bên trong nữa là nhân thịt của mình các bạn, rất là thơm ngon luôn. Còn đặc biệt là bánh này đây là các bạn. Đây là bánh tét nhân đậu cũng làm hai màu nhưng mà không có thịt nha các bạn. Cái này dùng thường thường ở miền Tây mình á, thường thường gói bánh tét nhân đậu không này để Tết cúng tổ tiên á các bạn. Nên không có cúng được, không có cúng nhân thịt nha các bạn. Với lại bánh tét này là bánh tét nhân chuối nè các bạn. Đây, đây cũng là một kỹ thuật hôm qua bà nội dặn mình á. Khi mà để cho chuối của mình bên trong đỏ như thế này á, là khi mình vớt bánh ra mình để những đòn chuối lại khoảng trong nước 20 phút thì chuối của mình mới đỏ được như vậy nha các bạn. Đây cũng là một bí quyết đó. Đây, các bạn thấy một cái dĩa bánh của mình hấp dẫn không? Rồi, mình mời cả nhà mình cùng thưởng thức bánh với gia đình mình nha. Mẹ con ăn giấc gì đúng không? Đúng rồi con. Mình sẽ thưởng thức trước cái bánh nhân chuối nha các bạn. Mẹ con ăn bánh này. Đây, bà lấy cho con nha. Con ăn bánh đó không? Đây, bà lấy cho con. Con cầm cắn ăn hay là con lấy? Đưa đây, ba đừng lấy cho. Này, con cầm cái này. Giỏi lắm. Mời các bạn ăn bánh nhé. Đây, mời các bạn ăn bánh cùng với cả nhà mình nha. Đây, mình ăn cái bánh màu đỏ. Đúng rồi, khi mà bà nội sắp lá chuối vậy á, khi mình lột ra ăn mình xé rất là dễ luôn. Ngon không ta? Dạ. Chích chưa? Ngon lắm các bạn. Mình làm á, chuối này là chuối chín mùi luôn các bạn. Nên nhưng dạ, chuối thật sự rất là ngọt luôn. Ngon. Với lại cái nữa các bạn, là nếp mình á là xào với nước cốt dừa các bạn. Ăn nghe vị béo, thơm. Bà ngồi bỏ nước cốt ngon quá. Ừ, ngon quá. Ngọt lắm. Em bé không được ăn. Chưa ăn được. Trứng. Dép miệng mình. Có cái này mềm nè. Mẹ cho cảm nhận coi. Con ăn không? Đây bà lấy cho chị hai nè. Không. Dẻo quá ha. Dẻo. Này nếp dẻo lắm luôn. Nếp dẻo với lại ngon nữa là bánh ngon nữa. Đây bây giờ mình ăn tiếp một cái nhân thịt nha các bạn. Trong hai màu, nhìn ba màu luôn á các bạn. Ba em để màu xanh, mà màu này, tím và màu vàng của nó. Băng này. Đậu xanh. Nào con. À đây. Giờ mẹ mới biết. Mời cả nhà nha. Bánh chưng ăn nóng ngon nhưng bánh tét ăn nguội là ngon. Ngon lắm mẹ ơi. Mình đang ăn cái bánh nhân thịt cho các bạn. Ngon, béo. Mình ở miền Tây các bạn, hồi đó giờ bà nội mình có bánh nhân thịt rất là nhiều. Mình thật sự không ăn luôn các bạn. Từ khi mình có vợ, vợ mình ăn bánh chưng riết rồi mình ăn theo rồi riết giờ ăn được luôn đó các bạn. Mai mốt anh đó ăn được. Mà công nhận ăn được rồi thấy ngon. Chị hai ăn quá trời luôn. Mẹ
Công nhận cái nhân thịt bây giờ thơm ha. Ừ. Thơm ngon. Ừ. Ăn ngon hơn nóng hôm qua. Ngon nóng. Mà bánh chưng ăn nóng lại ngon, bánh chưng ăn nóng ngon cực kỳ luôn. Chắc có những cái đặc điểm khác nhau ha. Bánh tét là nhiều nhân cho nên ăn nóng không ngon. Ừ. Còn bánh chưng là ít nhân. Ngon lắm các bạn. Ngon nhưng mà không ngon bằng ăn nguội. Ăn nguội nó dẻo. Ăn nguội dẻo quá, cái vị nếp của mình nó dai dai trong cái miệng á. Ừ. Với lại cùng cái mùi thơm nữa của tiêu nè, tiêu khi ướp thịt á. Rất là ngon. Rồi con gái mình thích ăn lắm các bạn ơi, nhìn. Chị Hai chọn cái thịt mà chị Hai đâu có ăn thịt đâu. À. Cái này đắt ăn không? Có con. Con. Ngon lắm các bạn. Tết năm nào á thì miền Tây mình á nhà nào cũng gói, mà có nhà gói từ 30, có nhà chiều mùng 1 gói, có nhà sáng mùng 2 gói. Thường thường á nhà mình á bà nội hay gói vào chiều ngày mùng 1 á các bạn. Mình sẽ miếng xíu xíu để dụ thế lại con, mời ngồi chỗ thế rồi. Mình phải thưởng thức hết các bạn. Tại bà nội mình gói ba nhân á, mình phải thưởng thức hết cái hương vị với lại cái bánh của mình nó ngon như thế nào nha các bạn. Chị Hai dơ lên ạ. Mời cả nhà nha. Bánh tét đấy, bánh tét miền Tây. Tét con ngồi kêu không tét. Để chị Hai ăn đi. Mà công nhận bánh tét để nguội á, nếp rất là dẻo luôn. Mà cái bánh mình nó chắc, nó cắn ăn nó lại ngon. Không kịp chị Hai ăn luôn. Con gái mình lại thích ăn các bạn. Ngon không? Mà thường dạ, thường Tết đó mà ha. Nhà mà gói nồi bánh tét bánh chưng ngồi chung bày vui ha. Bánh tét mua Ngọc đâu có ăn đâu. Ăn khôn, ăn đồ nhà nấu không à. Đồ mua ăn ít. Bánh tét ở trong này nấu nhanh lắm, khoảng chừng 3 tiếng rưỡi 4 tiếng là được. Mà phải đun lửa cho nhiều vô. Bánh tét ít nha em. Nó không dày. Chứ có đòn vừa thôi á. Ở ngoài Bắc cũng nấu bánh tét nhưng mà dày dày á. Mời cả nhà nha. Với lại bà nội có xào trước nếp rồi. Xào nếp trước thì nó cũng tới rồi. Tới gần chín nếp rồi. Rồi nấu cái này nó chỉ để cho nếp nó nhừ ra thôi. Đúng rồi. Còn ngoài Bắc là làm nếp sống. Rồi gói luôn. Ngâm trong gói. Ngâm nếp xong rồi gói bay nấu lâu cho hạt nếp nó nở ra nó chín. Ngon mà. Một buổi sáng mà. Trời con, không ăn buổi được. Sáng mà ăn sáng như thế này là quá tuyệt vời các bạn. Đây. Mẹ lấy cho chị Hai nè, chị Hai ăn nữa. Ăn sáng một buổi sáng. Không đó, không xem được. Không đúc bằng tay, không đúc bằng ghim, ghim của con. Ngon các bạn. Con ngồi từ thế thì mẹ đi. Ngồi dậy thôi. Chị Hai ngồi dậy luôn hả con? Ngồi vậy chừng lọt xuống té đó. Té đó con. Mình ăn ba phần bánh tét của ba nhân khác nhau. Bây giờ mình đã no luôn rồi các bạn. Mình ăn đầu tiên là bánh tét nhân chuối này. Nhìn đẹp quá ha, nhìn hấp dẫn quá ha. Chị Hai thì thích cái này. Thích cái này mà mẹ ăn nhân không? Chị Hai ăn bên ngoài không? Công nhận nhân chuối đẹp ghê á. Cái này cũng là một bí quyết nè. Bán nợ đi. Đẹp không các bạn? Ba no rồi. Đang là hợp no. Video của mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy thích video của mình với lại là yêu mến gia đình mình thì hãy cho mình xin một lượt chia sẻ, một like và hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của Cuộc Sống Miền Tây nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn. Xin chào. Ngon không con? Con thích ăn không? Con có ăn nhân không? Không. Mẹ ăn không? Mẹ ăn nhân không hả? Ba ăn ba phanh luôn á nè. Mỗi phanh ba ăn một, mỗi loại bánh ba ăn một cái. Mẹ ăn nhân không?
ăn sáng kiểu này là no luôn ha. Nếp này cũng no lâu nữa. Không có mang gậy. Nhìn đẹp quá, này là chữ C nè.